Hello hello, xin chào quý vị và các anh em. Ở video này tôi sẽ chia sẻ cùng quý vị xác minh email trên cái app Đào Pi. Quý vị ai chưa có cái app để Đào Pi Network thì quý vị hãy tải và lấy cái mã mà tôi để bên dưới video này. Ok, bây giờ quý vị hãy vào cái menu ba gạch phía bên trên góc tay trái màn hình. Chọn hồ sơ. Đó, thì ở đây nó sẽ không có cái phần xác minh email ở đây đâu. Đó, rồi bây giờ tôi sẽ trở lại. Việc thứ nhất là quý vị hãy vào App Store hoặc là CS Play. Quý vị hãy tải cái trình duyệt Pi Browser. Đó, Pi Browser. Quý vị hãy nhập vào cái ô tìm kiếm là Pi Browser này. Và quý vị hãy tải cái Pi Browser này về. Thì ở đây, để quý vị không phải chờ đợi lâu, thì tôi đã tải sẵn cái Pi Browser này về máy rồi. Ok, bây giờ quý vị hãy trở lại cái app Pi Network và vào cái menu. Chọn vào Pi Browser. Chọn tiếp là đăng nhập vào Pi Browser. Rồi nó sẽ có một cái giao diện như thế này. Quý vị chọn vào cái phần divinop.pi. Rồi quý vị chờ nó loát ra. Ở cái ô trình duyệt này, quý vị hãy nhập là https://my.py/email. Rồi, nhập. Quý vị lưu ý là quý vị phải nhập chính xác cái địa chỉ domain. Ok chưa? Rồi, ở cái ô này, quý vị hãy nhập email mà quý vị đang sử dụng vào. Nhập xong, chọn vào verify. Bây giờ quý vị hãy vào email và mở mail lên. Lần đầu quý vị vào email, quý vị phải vào cái phần, nếu quý vị sử dụng Gmail thì quý vị vào thư giác. Đó, quý vị hãy mở email từ cái phần thư giác lên và quý vị chọn vào là báo cáo không phải spam. Rồi quý vị chọn vào cái click here để xác minh email. Đó, khi quý vị chọn vào cái đường link thì nó sẽ có một cái thông báo là quý vị đã xác minh email thành công như ở trên màn hình. Rồi quý vị chọn vào finish để kết thúc. Đó, bây giờ tôi sẽ vào lại cái menu này. Chọn vào cái phần hồ sơ. Đó, thì nó sẽ hiện lên email đây này. Và nó có cái dấu tích màu xanh. Tức là địa chỉ email đã được xác minh thành công. Rồi, và đến đây tôi xin kết thúc video này. Quý vị ai chưa có cái app Đào Pi thì quý vị hãy tải ngay và lấy cái mã giới thiệu mà tôi để bên dưới video. Vì sắp tới không còn lâu nữa, quý vị sẽ không còn cơ hội để đào được Pi miễn phí.